lên tiếng nói về Hoàng Anh khi bị dân mạng chỉ trích vì yêu người mới quá nhanh. Nam diễn viên lần đầu tiên có một bức tâm thư khá dài nói về chuyện chia tay Hoàng Anh cách đây một năm khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Cho đến hiện tại, người hâm mộ vẫn không thể ngừng nhắc về chuyện tình yêu của Hoàng Anh, Huỳnh Anh cho dù họ đã đường ai nấy đi hơn một năm. Huỳnh Anh, Hoàng Anh là cặp đôi từng khiến đông đảo khán giả hâm mộ và yêu thích bởi chuyện tình ngọt ngào của họ. Vào những ngày đầu tháng 6 năm 2017, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng, thậm chí là nhiều người tỏ ra hụt hẫng vì sự tan vỡ của một chuyện tình đẹp. Mới đây trên trang Story Instagram, nam diễn viên Huỳnh Anh đã quyết định gửi đến các khán giả một bức thư khá dài khi có tài khoản hỏi đến cảm xúc của anh sau khi chia tay người đẹp Hoàng Anh. Cụ thể trước câu hỏi, khi chia tay người đó anh có cảm thấy buồn và hối tiếc gì không? Và sao anh có thể quen người khác nhanh như vậy ạ? Ngay sau đó, nam diễn viên bộc bạch, người đó là ai em? Là anh hả? Chia tay là cái kết thúc đáng buồn nhất của một mối quan hệ. Thường thì người ta chia tay khi một ai đó phải đi rất xa, từng là bạn đồng hành nhưng không còn đi cùng đường nữa hoặc chết đi. Người ta chia tay khi không muốn, không ở bên cạnh, dành thời gian cho một người nào đó nữa. Trong trường hợp của anh là đã từng làm bạn đồng hành, mặc dù vẫn đi cùng đường nhưng bạn anh không muốn bên cạnh anh nữa. Bạn ấy kỳ vọng ở anh một điều gì đó mà anh là kiểu người ai đặt kỳ vọng vào là hay fail lắm, chả biết tại sao. Ban đầu thì anh khá là buồn, nhưng anh không hối tiếc vì điều gì, vì anh đã làm hết tất cả anh dành cho bạn ấy. Chia tay xong rồi thì anh bắt đầu phải quen với quỹ đạo của mình, không có bạn ấy. Anh không thể quen được. Cũng mất cả hơn một năm bị người ta cười vào mặt vì buồn lâu quá nên anh mới bắt đầu ổn định lại. Một đống việc bị dồn lại, đối tác bỏ đi hết, anh lao đầu lại với công việc. Lúc đó anh rất bận nhưng luôn cảm thấy trống trải. Anh nghĩ mình cần dành thời gian để hẹn hò một ai đấy, nhưng lại lười đi tìm một mối quan hệ mới, nên thường điều gì đến với mình thì anh đón nhận nó. Y Vân là người bạn lúc đó hay nói chuyện với anh nhiều nhất, bọn anh chia sẻ khá nhiều chuyện. Rồi tự nhiên vài tháng sau, trái tim mình cảm thấy đầy đủ, rồi anh nhận ra là anh đã dành quá nhiều thời gian và sự quan tâm cho bạn ấy. Thế là yêu thôi. Huỳnh Anh, Hoàng Oanh có 3 năm hẹn hò lãng mạn và nhận được vô số lời ủng hộ của công chúng. Thậm chí chuyện tình yêu của họ từng truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Đến nay, nam diễn viên đã có bạn gái mới và công khai với mọi người. Thời gian này Y Vân đang về nước và cả hai đã có những ngày hạnh phúc bên nhau. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp gỡ sau một thời gian ngắn hẹn hò. Tuy nhiên dù có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, khán giả vẫn rất khó để quên đi chuyện tình ngọt ngào của anh và người yêu cũ ở trước đó. Có thời điểm người hâm mộ rất mong họ tiếp tục đồng hành với nhau, nhưng đến nay hy vọng đó đã không thể thực hiện. Dẫu vậy, dù đã có người mới nhưng Huỳnh Anh và Hoàng Anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cả hai vẫn rất thoải mái khi cùng xuất hiện trong các chương trình. Tiết lộ hồ sơ tình ái toàn mỹ nhân của Huỳnh Anh, kẻ bị ném đá dữ dội, người thì chia tay tiếc nuối. Sở hữu ngoại hình điển trai được ví như sao Hàng, Huỳnh Anh sở hữu bộ sưu tập bạn gái khiến nhiều người ghen tị. Thở mới bước chân vào showbiz, Huỳnh Anh nổi tiếng với vẻ đẹp hiền lành, thư sinh, giống sao Hàng. Tại thời điểm đó, Huỳnh Anh được đánh giá là một trong những hot boy giàu tiềm năng. Mặc dù chưa thực sự gặt hái được nhiều thành công, nhưng Huỳnh Anh của hiện tại đã thoát ra khỏi mác hot boy để nỗ lực trên nghiệp diễn viên của mình. Hiện tại Huỳnh Anh là một trong số diễn viên được đánh giá cao của màn ảnh Việt. Đẹp trai, nổi tiếng, con nhà gia thế, nhưng đường tình của Huỳnh Anh lại không mấy thuận bờm xuôi gió. Trước khi đến với bạn gái người Mỹ gốc Việt xinh đẹp, Huỳnh Anh từng hẹn hò với Kỳ Hân và Hoàng Anh, hai cuộc tình để lại cho nam diễn viên nhiều tiếc nuối. Mối tình 2 năm sâu đậm và đau khổ với Kỳ Hân. Trước khi có mối tình đáng ghen tị và đầy ngưỡng mộ với MC Hoàng Anh, Huỳnh Anh từng có thời điểm công khai tình cảm với một số người đẹp như Kỳ Hân. Kỳ Hân và Huỳnh Anh bên nhau tại thời điểm cả hai mới bước vào làng giải trí. Mối tình tuổi trẻ mang lại cho cả hai nhiều kỷ niệm đẹp và ngây thơ trong sáng tuổi đầu đời. Trong suốt thời gian bên nhau, Huỳnh Anh, Kỳ Hân thường xuyên xuất hiện tay trong tay tại các sự kiện. Cả hai cũng không ngừng ngại chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Ngày ấy, mối quan hệ của Kỳ Hân và Huỳnh Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Thời điểm Kỳ Hân bị cư dân mạng tấn công vì những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, Huỳnh Anh vẫn bên cạnh và bảo vệ bạn gái. Sau 2 năm bên nhau, Huỳnh Anh và Kỳ Hân chia tay và Chân Dài sinh năm 1995 chính là người chủ động kết thúc tình yêu này. Hậu chia tay, Huỳnh Anh lại bị rơi vào trầm cảm, thường xuyên tìm đến bia rượu để níu kéo người cũ. Anh từng chia sẻ, thời gian đó tôi sống như bị trầm cảm, làm bạn với bia, bạn bè thường thấy tôi đi uống bia, tôi nhiều lần tìm cách gặp Hân nhưng cô ấy đều né tránh. Chuyện tình 3 năm ngọt ngào với Hoàng Anh. Sau khi chia tay Kỳ Hân được một thời gian, Huỳnh Anh công khai hẹn hò với bạn gái hơn 2 tuổi là Á hậu Hoàng Anh. Sau khi Huỳnh Anh và Hoàng Anh công khai tình cảm, khán giả và người hâm mộ đã dành cho cặp tiên đồng ngọc nữ nhiều lời chúc phúc.
không chỉ tương xứng về ngoại hình, Hơn Anh và Hoàng Anh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu văn minh và ngọt ngào. Khi bên nhau, sự nghiệp của Hoàng Anh và Hơn Anh cũng ngày càng phát triển. Cả hai luôn thường xuyên đi dự sự kiện hay lên sóng truyền hình cùng nhau. Chính vì thế, người hâm mộ kỳ vọng và tin tưởng về một đám cưới không xa trong tương lai của cặp đôi. Thế nhưng sau 3 năm bên nhau, cặp đôi lại tuyên bố đường ai nấy đi. Lời tuyên bố chia tay của Hơn Anh và Hoàng Anh khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Chuyện tình hiện tại với Y Vân, bạn gái người Bỉ gốc Việt xinh đẹp. Sau khi chia tay Hoàng Anh, Hơn Anh mất một thời gian dài để ổn định tâm lý. Anh dành hết nhiệt huyết cho công việc đóng phim của mình. Thời gian sau, Hơn Anh cũng mở lòng hơn với chuyện tình cảm. Vào đầu tháng 4 năm 2018, Hơn Anh từng chia sẻ với báo chí đang tìm hiểu một cô gái ở Bỉ. Cả hai quen nhau được một năm và chính thức gọi nhau là Honey dù chưa gặp gỡ. Sau thời gian dài yêu xa, mới đây Y Vân đã chính thức về Việt Nam. Hình ảnh cặp đôi hạnh phúc bên nhau ở sân bay khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng Y Vân quyết định về Việt Nam giai đoạn này là để bên cạnh bạn trai sau một thời gian ồn ào. Được biết, bạn gái mới của Hình Anh hiện tại đang sinh sống tại Bỉ và dù không hoạt động trong làng giải trí, nhưng Y Vân vẫn sở hữu nhan sắc vô cùng nổi bật không hề thua kém ai. Khi được cư dân mạng hỏi về việc dù đã chia tay khá lâu nhưng Hình Anh vẫn giữ ảnh bạn gái cũ trên Instagram, Y Vân đã đáp: "Chị chẳng nghĩ gì cả em ơi, đã là quá khứ của anh ấy thì mình phải biết thông cảm và tôn trọng. Anh ấy có giữ hình thì đó cũng chẳng nói lên điều gì cả. Quan trọng nhất là hiện tại chị biết rõ mình đứng ở vị trí nào trong tim anh ấy chỉ yêu thương chị là được rồi." Cách cư xử thông minh của Y Vân nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Fan hâm mộ của Hình Anh cũng hy vọng rằng thần tượng của mình sẽ tìm được tình yêu sau những đoạn tình đầy tiếc nuối. Hình Anh lần đầu công khai nắm tay người yêu mới, Hoàng Anh triết lý về đổ vỡ sau 2 năm chia tay. Sau thời gian ấp mở về cô bạn gái mới làm việc tại Bỉ, Hình Anh cuối cùng cũng công khai hình ảnh của Y Vân. Những scandal nối tiếp ập đến khiến cuộc sống của nam diễn viên điển trai Hình Anh lao đao. Bù lại điều đó, cô bạn gái Y Vân của anh đã chính thức sang Việt Nam để gặp người yêu. Còn nhớ trước đó, Hình Anh vô cùng tự hào khi chia sẻ rằng mình đã có tình mới, một cô gái hoạt động chính trị tại Bỉ. Dù hai người chưa có dịp gặp nhau nhưng lại rất hiểu và yêu thương nhau. Mới đây, nam diễn viên cũng chia sẻ việc ra sân bay đón bạn gái. Lần đầu tiên sau thời gian chia tay Hoàng Anh, Hình Anh chính thức công khai ảnh của Y Vân. Theo đó, nhiều hình ảnh cặp đôi chia sẻ cho thấy Y Vân mừng rỡ âm chầm lấy bạn trai tại sân bay. Cô có chuyến đi Sài Gòn và người đầu tiên muốn gặp chính là Hình Anh. Cả hai công khai khoảnh khắc nắm tay âu yếm và nam diễn viên không ngại viết lời tình tứ cho người yêu. "Love is blind. Truth, she's also pretty when she gets mad with me." Tạm dịch, tình yêu là mù quáng, sự thật thì cô ấy vẫn xinh đẹp khi cô ấy tức giận với tôi. Trong khi đó, Hoàng Anh vừa chia sẻ quan điểm về chuyện đổ vỡ trong tình yêu. Khi được fan hỏi thăm về sự thất tình sau 2 năm yêu nhau nên làm gì, Hoàng Anh chẳng ngại ngần nói: "Cuộc sống có nhiều điều đẹp đẽ ngoài tình yêu. Khi bạn yêu bản thân đủ nhiều, bạn sẽ không để ý bất kỳ điều gì làm bạn buồn. Đừng lãng phí thời gian và tình cảm của mình vào những điều vô nghĩa. Một, hãy bước ra ngoài, làm cuộc sống của mình thú vị hơn bằng cách học những điều mới mà bạn thích. Yoga, bơi lội, hát, vẽ, nấu ăn, võ thuật. 2. Tâm sự với những người bạn cũ, những ai đang có cuộc sống rất đẹp, họ sẽ cho bạn niềm vui, lời khuyên tích cực. 3. Trò chuyện với những người bạn mới, bạn sẽ học được những điều mới mà mình chưa bao giờ biết. 4. Học cách chăm sóc bản thân đẹp hơn, tốt hơn, để ai gặp cũng quý và muốn gần bên bạn. 5. Lên kế hoạch mơ ước cho tương lai. Khi bạn xây dựng cuộc sống mình tốt hơn, bạn sẽ hạnh phúc hơn, lật qua trang mới, rồi thì những trang cũ sẽ ở lại phía sau. Chúc bạn tìm được chính mình, phiên bản mới thật xịn nhé." Nàng á hậu cũng khuyên fan những điều nên làm để vượt qua nỗi buồn này: bước ra ngoài cuộc sống cùng nấu ăn bơi lội, làm điều mình thích, học cách chăm sóc bản thân và lên kế hoạch cho tương lai. Khi bạn xây dựng cuộc sống mình tốt hơn, bạn sẽ hạnh phúc hơn, lật qua trang mới rồi thì những trang cũ sẽ ở lại phía sau. Hình Anh chính thức bị nhà sản xuất tẩy chay sau khi gọi 78 cuộc không nghe máy. Phía nhà sản xuất game show Tần Số Tình Yêu đã lên tiếng sau khi diễn viên Huỳnh Anh bắt cả ekip chờ đợi nhiều giờ đồng hồ rồi hủy lịch quay vì lý do cá nhân. Trước đó, Huỳnh Anh đã nhận phần trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến ekip Tần Số Tình Yêu cũng như những đồng nghiệp bị ảnh hưởng khi anh bất ngờ hủy show không báo trước. Nhưng đại diện của đơn vị này cho hay, từ khi xảy ra sự việc đến giờ, chưa hề nhận được một cuộc gọi hay lời xin lỗi trực tiếp nào từ phía nam diễn viên Huỳnh Anh. Thậm chí sau khi chúng tôi lên tiếng trên nhiều báo lớn từ hôm qua thì giờ đây anh ấy vẫn chưa liên lạc lại với chúng tôi. Phía nhà sản xuất cũng chưa nhận được một thông tin phản hồi nào. Hôm xảy ra sự việc, người đại diện Tần Số Tình Yêu đã cho biết đã gọi 78 cuộc điện thoại và nhắn tin nhiều lần cho Huỳnh Anh nhưng không nhận được phản hồi. Dù trước đó nam diễn viên đã xác nhận sẽ tham gia buổi ghi hình.
người trực tiếp mời Huỳnh Anh hợp tác từ chối trả lời về các tổn thất mà diễn viên Bi đừng sợ gây ra, nhưng cho biết không muốn hợp tác làm việc với Huỳnh Anh thêm một lần nào nữa. Cả nhà sản xuất và ekip gần 100 người dường như không được tôn trọng, không có nổi một lời xin lỗi đàng hoàng. Người này nói thêm, hiện tại diễn viên Huỳnh Anh vẫn chưa có phát ngôn mới nào, chúng tôi đang liên hệ và số điện thoại cá nhân của anh thì không liên lạc được. Trên fanpage của Huỳnh Anh đang nhận khá nhiều ý kiến trái chiều với không ít bình luận ném đá và chỉ trích.